Hello các bạn, hôm nay các bạn có khỏe không? Mình là Trí Nguyễn, mình rất hân hạnh được gặp các bạn ở Khối Xe Channel ha. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn về cách thay cái bình tắc quy cho chiếc Lamborghini Huracan này ha. Thì cái bình tắc quy của xe này nó đã chết rồi, thì cần phải thay cái bình mới. Và trước khi mình thay cái bình tắc quy thì mình sẽ căng tháo những con ốc T27 các bạn ha. Các bạn thì các bạn nhìn ở cái trắng cái cốp của nó phía trước ha. Trước ha. Ok. Ở đây nó có một con ốc T27, hai con ốc, ba con ốc. Một bên ba con ha. Và bên đây nó cũng sẽ có một con, hai con và ba con ha các bạn ha. Ok. Thì các bạn tháo ba con này ra, nó là T27 ha, 27. Ok. Và cái kế nữa thì các bạn sẽ cần tháo cái miếng này ra. Cái miếng này thì các bạn dùng cái tua vít dẹp và dặn nó ngược dưới đồng hồ khoảng nửa vòng thôi ha. Ok, và nửa vòng thì các bạn sẽ lấy ở trên ra trước, các bạn rút nó ra ha. Thì các bạn sẽ thấy cái bình tắc quy nó nằm ở trong đây. Thì ở đây nó có một sợi dây ground, thì cái này là cái T27 luôn ha. T này là T20 luôn các bạn ha. Các bạn tháo cái T20 ra để lấy cái miếng này nó đi ra ngoài ha. Ok. Và khi các bạn lấy nó ra rồi thì cái kế nữa là các bạn sẽ dùng cái T20 ha các bạn, để tháo một con ốc đây, hai con ốc đây, 3 4 5 6 7 8 9 ha. Ở bên đây cũng vậy luôn các bạn ha. Để các bạn lấy hai cái miếng này ra, thì các bạn lấy hai miếng ra thì cái cốp nó sẽ đưa ra nó dễ dàng hơn ha. Ok. Và cái đó, sau đó nữa thì các bạn sẽ tháo bốn con ốc này ra, nó là T27 luôn ha các bạn ha. T20 các bạn ạ. Ok. Ok, thì các bạn tháo cái này ra. Đấy, nó qua bên đây. Ok, rồi các bạn sẽ lôi cái này ra. Ok, và ở đây các bạn sẽ cần tháo cái công tắc này ra ha các bạn ha. Thì cái công tắc này thì chúng ta sẽ dùng cái này. Các bạn bóp nó vô thì các bạn sẽ vị cái trắng nó ra ha, rất là dễ dàng. Ok. Và cái này nữa, cái này thì các bạn sẽ cần cái tua vít nhỏ để mà dẹt hai bên, từ hai bên nó có móc nè, dẹt hai bên nó ra. Ok, để lấy cái miếng đen này ra các bạn ha. Ok, và sau khi các bạn tháo cái miếng này ra thì đây là con ốc, các bạn nhớ bỏ con ốc lại ha, nó là T20 để mình khỏi có bị lạc ốc đó ha. Ok, và cái kế nữa thì các bạn tháo cái này ra rồi ha. Ok, khi bạn tháo cái này ra rồi thì các bạn sẽ tháo kéo cái này ra và dẹt nó lên trên. Thì các bạn ở đây thấy đây nó có cái plug này ha, thì các bạn rút nó ra. Ok, thì chúng ta sẽ dùng ba cái miếng này. Các bạn cũng có thể để im ở trong cái cốp này, tại vì cái này nó cũng nhẹ ha. Ok, và sau đó chúng ta sẽ lắc bên này lên như vậy, thì các bạn sẽ tháo cái miếng này ra ha. Và sau khi các bạn thấy tháo cái miếng một nửa ở đây ha, một nửa ra đây ra trước. Ok. Và các bạn sẽ thấy miếng kế bên đây. Và các bạn đem cái thùng này, các bạn cốp này các bạn dỡ lên một chút ha. Dỡ lên như nè, cho nó có cái chiều rộng, xong rồi các bạn sẽ lấy cái miếng mũ đen ở dưới ra luôn ha. Sau thì chúng ta lấy hai cái miếng đen hai bên hông này ra rồi thì chúng ta sẽ đưa cái cốp đó thẳng lên và lấy cái cốp đó ra ngoài ha các bạn ha. Thì bây giờ các bạn thấy cái bình tắc quy nó nằm ở đây ha. Thì trước hết chúng ta sẽ cần hai cái 10 các bạn ha. Cái 10 để các bạn tháo hai cái terminal ra. Thì một cái là lấy cái đẹp là trừ, và một cái là cộng ha. Thì nó sẽ dùng cái con số 10 để các bạn đút vô đây, để các bạn mở nó ra ha. Và cái kế nữa thì chúng ta sẽ dùng cái này. Cái này là nó size 13 các bạn ha. Đây cái để tháo cái chỗ mà nó nẹp, nó kìm cái cục bình lại ha. Ok.
Ok, và ở đây chúng ta đã tháo cái này ra, mình đã tháo cái này ra rồi thì mình sẽ đưa nó ra. Cái này là cái cộng ha. Và cái này là cái trừ. Thì các bạn có thể kéo nó ra một chút để nó có chỗ cho mình rút cái này ra ha. Thì đây các bạn thấy nó hai cái bình tắc kỳ nó cái hình dạng nó cũng rất là giống nhau ha. AGM ha các bạn ha. Thì ngày nó ấy ra thị trường bán là tháng 2 và năm 2021 ha. Còn cái bình này thì mình không có biết nó không có chữ để mình coi nó sản xuất hồi năm nào, nhưng mà nó không còn kìm hơi được nữa, nó không còn hơi, cũng như là không có kìm được một cái hơi nào hết. Tại vì khi mà mình chẹt nó vô á, mà mình rút ra là cái bình nó đều đi hết, nó không còn cái power để nó xuất phát từ trong cái bình nó ra nữa. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bỏ cái bình mới vô các bạn ha. Ok, và mình đã gắn cái bình tắc quy mới vô thì các bạn sẽ bỏ lại đồ cái cốp đồ giống như cái cũng như là ngược lại giống như cái lúc mà các bạn lấy nó ra ha. Thì cái bộ phận của thay bình tắc quy đến đây là xong rồi các bạn ha. Thì bây giờ mình sẽ dời qua bên cái bựng ở phía bên hông của chiếc xe ha. Và bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn để cái cách tháo cái bựng bên hông này ra các bạn ha, cái bựng ngang này nè ha. Ok, và các bạn cần phải tháo cái bánh xe ra ha, tháo bánh xe sau và bánh xe trước ra ha. Thông thường á, khi mình gắn cái carbon side skirt á, là cái miếng carbon phía bên hông của chiếc xe á, thì không cần tháo cái bựng bên hông của chiếc xe ra. Nhưng mà hồi sáng mình nằm ở dưới mình thì mình thấy là ở dưới đây nó có bị cái miếng bựng mà nằm ở phía dưới nó bị bể và nó bị thụt lên trên, nó bể và nó cũng như nó đẩy lên trên. Thì mình nhìn là mình biết là hồi đó cái người nào mà dùng cái đội ngay chỗ đó đội không đúng chỗ á, cho nên nó bị bể cái miếng đó và nó đẩy lên trên. Và mình xuống đó mình sẽ chia sẻ cho các bạn tháo những con ốc ra và mình sẽ lấy cái bựng này ra và mình sẽ hàn mũ nó lại trước khi mình gắn cái carbon side skirt của mình vô ha. Ok, và đây là ở phía dưới của cái bựng ha các bạn ha. Thì các bạn thấy cái này nó bị bể ra ha, bị bể và đây cái này nó thụt vô múc qua trên á. Hồi nãy mình nại nó xuống, mình tháo nó xuống rồi. Chiếc xe này á thì các bạn thấy cái đội của nó để cái chỗ mà để cái đội á là nó có cái u tròn. Cái này là phía sau ha. Cái này là cái chỗ mà cái frame của nó, cái nó gọi là frame support là để cái chỗ mà để các bạn có thể để cái đội nó vô hoặc là cái gì đó để nó đưa chiếc xe lên thì nó phải nằm trong cái khuôn tròn này ha. Mỗi bên có một cái ha các bạn ha. Ok, và cái để tháo cái bựng ra thì các bạn sẽ tháo một con ốc ở đây ha các bạn ha. Hai con ốc ở đây ha các bạn ha. Ba con. Bốn con. Năm con. 6 con và 7 con ha. Thì theo cái luồng bửng này á, nó là 7 con ốc bự mà các bạn sẽ cần tháo ở dưới đây ha. Sau khi các bạn tháo 7 con ốc ở dưới rồi á, thì các bạn tháo cái miếng mũ che ở cái bánh phía sau ra ha. Thì các bạn sẽ nhìn ở đây, các bạn sẽ thấy nó có một cái con ốc để mình tháo nó ra. Và cái size của nó là size 20 các bạn ha. Ok, và các bạn sẽ đi vào hướng trước. Các bạn cũng cần nên tháo bánh trước ra và tháo cái miếng mũ ở đây. Thì ở đây nó có con ốc là nó là T27 nằm giấu ở trong đây nè các bạn ha, giấu trong đây các bạn, mình quay không được. Các bạn thả lỏng con đó để các bạn một chút nữa các bạn có thể tháo cái rỉ cái này ra ha. Ok, và sau khi các bạn mở cái cửa ra thì cái đầu tiên mà chúng ta tháo là chúng ta tháo cái miếng nẹp nó để chữ Hurricane ra các bạn ha. Thì cái miếng nẹp này nó là double side tape, là cũng như nó dán hai mặt, keo hai mặt vô thôi. Thì các bạn dùng cái tay mình nại nó lên từ từ và các bạn sẽ lấy nó ra ha. Thì các bạn thấy ở đây nó chỉ là
keo hai mặt thôi, chúng ta để nó đây. Và chúng ta sẽ thấy là ở đây nó có ba con ốc các bạn ha, một con, hai con, ba con. Cái này nó đều là T20 hết các bạn ha. Thì các bạn sẽ nhìn ở phía trước ngay cái lo, ngay chục cái bát của cái cửa đó, mà nó nằm ở trên cái side skirt này nè ha các bạn ha, cái bựng ở phía bên hông á. Khi bạn rờ ở đây thì các bạn sẽ thấy con ốc ở đây. Đây là con ốc để nó kìm cái bựng ở phía cái mặt chiều trên ha. Và ốc của nó là T27 ha. Các bạn tháo ốc nó ra ha. Ok, và sau khi các bạn tháo nó ra rồi thì các bạn sẽ nhìn ở miếng bên đây. Cái miếng này. Ok. Thì cái miếng này chúng ta sẽ cần tháo nó ra. Nhiều khi các bạn nhìn thấy nó rất là đơn giản, tưởng là tháo cái bựng ra bên hông ra thì nó dễ dàng vài con ốc thôi. Nhưng mà cái chiếc này nó phải cần tháo cái miếng này ra luôn các bạn ha. Cái miếng này nè, tháo ra. Và đi tìm con ốc của nó, trong đó thì chúng ta sẽ lấy miếng mũ này và kéo nó xuống các bạn ha. Cái miếng mũ cho cái để nó làm cho giảm âm thanh gió rồi vô ha, các bạn tháo nó xuống. Ok. Thì các bạn thấy ở đây nó sẽ có một con ốc đây ha, số 10. Các bạn ha. Đây, khi các bạn tháo ốc số 10 này ra thì chúng ta sẽ bắt đầu móc cái tay của mình vô dưới đây nè, để các bạn nại cái miếng này ra, kéo cái miếng này ra. Tự vì ở phía bên trong đây á, nó là răng, mà răng nó là để nó bám chịu trong đó đó. Thì các bạn sẽ lôi cái mặt này nó ra một chút ha, để nó không còn vướng ở trong cái miếng mũ này. Và chúng ta sẽ bắt đầu kéo nó ra từ từ. Ok, các bạn giật cái miếng ở phía trên lại phía trước một chút ha, để nó nhả mấy cái răng của ở trên đây ra. Thì nó nhả răng ra, các bạn kéo nó ra ha. Ok, và các bạn sẽ lấy cái miếng dưới ra. Thì các bạn sẽ thấy ở trong đây nó là cái frame của chiếc xe, thì nó là carbon hết các bạn ha, carbon composite hết ha. Ok. Và các bạn thấy ở đây là cái con tán nó nằm đây các bạn, con tán 10 các bạn tháo ra rồi phải không? Tháo ra rồi. Trước khi các bạn mới kéo cái miếng nó ra, thì các bạn nhìn ở xuống dưới đây, các bạn thấy nó có răng cho cái miếng nãy mình tháo ra, nó chấu vô mấy trong này nè ha các bạn. Thì các bạn nhìn dưới đây các bạn sẽ thấy con tán T27 ha. Các bạn sẽ tháo cái con tán này ra ha. Và các bạn nhìn ở phía bên đây, nhìn phía bên đây các bạn ha. Đó, xuống đây ngay chỗ mà cái bửng ở bên hông nó gặp gỡ cái vè của chiếc xe bên hông, nó gọi là rear quarter panel ha các bạn ha. Thì các bạn nhìn chỗ này các bạn thấy hai con ốc, một con ở đây mình đã tháo rồi ha, một con ở đây và hai con ở đây ha. Các bạn tháo hai con này ra thì bắt đầu chúng ta sẽ từ từ hò cái tay và chúng ta sẽ đưa nó ra từ từ. Các bạn sẽ đưa ra từ từ thì cái này nó sẽ hở ra từ từ, thì chúng ta sẽ lấy nguyên cái bựng nó đi ra ngoài ha các bạn ha. Ok, và đây là cái cách của cái bựng khi mà chúng ta tháo ra, nó nằm ở ngoài nó là vậy các bạn ha. Thì các bạn thấy ba con ốc nó nằm ở dưới cái miếng nẹp để chữ là hurricane ha. Ok, và ở đây nó có con ốc bên hông của cái bựng ở phía trong, đằng sau nó có con ốc chỗ này để con bắt ốc vô. Và phía trong đây á, thì các bạn thấy ở đây một cái ha, hai cái chỗ bắt ốc ha, 3 4 5 6 7 7 cái ha các bạn ha. Thì cái này nó đã bể rồi thì mình bắt đầu bây giờ mình sẽ hàn nó lại ha, hàn nẹp lại. Xong rồi mình khi mà cái side skirt, cái carbon side skirt của mình bỏ vô thì nó trùm hết ở dưới đây luôn, thì nó sẽ kìm được cái miếng này luôn. Nếu mà bị bể mà không sửa cũng không sao, tự cái miếng carbon nó sẽ nẹp vô và nó kìm lại thẳng băng hết ha. Nhưng mà mình sẽ hàn nó lại trước khi mình gắn nó vô. Và cái con ốc mà ở ngay cái cửa phía trong á, thì các bạn thấy khi mà mở cửa ra mình không có quay cho các bạn rõ được, thì cái giờ các bạn thấy là đây là cái lỗ này để mình thò cái tay vô trong để mình mở nó, là con tán con T27 để tháo cái lỗ ra các bạn ha. Thì các bạn thấy ở phía trước đây nó có những cái hút ở trong đây là để mình nó bám vô cái răng của cái gầm xe để mình tháo lôi nó ra ha. Đó. Ok, thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái carbon diffuser mà mình gắn vô chiếc xe. Thì các bạn thấy nhìn ok chưa?
Chưa đâu, thì khi mình hạ xuống á, làm xong mà hạ xe xuống á, thì nó sẽ nó nhìn khi chiếc xe nó khắp ở dưới đất á, nhìn mới đẹp, chứ bây giờ nó còn đội lên ở phía trên thì nó nhìn không có đẹp. Và các bạn thấy ở đây mình gắn cái đèn carbon vô luôn các bạn ha. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ thử cái đèn của nó để mình set cái độ chớp theo cái kiểu mình muốn. Thì tối nay mình sẽ ráp cái bửng này vô và cái bửng này sẽ hoàn thành xong cái phía sau. Nhưng mà theo như mình nghĩ á, sơn phan nên gắn cái đuôi carbon. Từ chiếc xe đỏ mà xe đỏ ở đây nó có rất là nhiều đồ chơi và nó có cái carbon đuôi rất là đẹp, thì mốt mình chia sẻ cái chiếc xe đỏ đó cho các bạn ha. Gắn cái đuôi vô, nếu mà sơn fan coi cái video này á, gắn cái đuôi nhìn nó rất là đẹp. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ thử cái đèn nó hoạt động như thế nào các bạn ha. Ok, và bây giờ mình muốn thử coi cái đèn nó có hoạt động ok không các bạn ha, trước khi mình ráp hết cái bộ phận cái bửng ở phía sau vô ha các bạn. Thì cái đèn mà đỏ chớp chớp á, thì mỗi khi bạn đạp thắng thì nó mới cháy ha. Còn cái bóng đèn cái màu trắng á, thì mình xài bằng công tắc mở và tắt thì mình thích ha. Và cái video hôm nay tạm thời dừng ở đây ha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều đã ủng hộ và chia sẻ kênh Khói Xe ha. Mình sẽ tiếp tục làm xe sơn phan vào ngày mai và đến khi nào xong mới thôi. Hy vọng các bạn theo dõi thêm chương trình xe của Sơn Phan ha. Thì một lần nữa mình cảm ơn các bạn rất là nhiều và chúc cho các bạn và gia đình các bạn luôn luôn được sức khỏe và công việc được may mắn ha. Hẹn gặp lại trong cái video kế nha các bạn. Bye bye.